tốt, cú dứt điểm. Rút bóng bằng chân phải của Lý Nguyễn là rất đẹp. Chỉ có điều là bóng đã đi chạy khung thành của thủ môn Mạnh Dũng. Không ít các khán giả của Hoàng Gia Lai cần phải có sự điều chỉnh. Lý Nguyễn, Sakda, sự lúng túng của cầu thủ Thế Công. Cú dứt điểm quá tốt của Lý Nguyễn. Chắc chắn là các cổ động viên của Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể hài lòng với những gì mà Lý Nguyễn đã làm cho đến lúc này của trận đấu, và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Pha ghi bàn thứ hai của Lý Nguyễn ở V-League năm 2009. Chớp thời cơ rất nhanh và cú dứt điểm thì không thể chê vào đâu được. Cú đá quá tốt của Lý Nguyễn đã khiến cho Mạnh Dũng không kịp trở tay. Không có một cơ hội nào dành cho Mạnh Dũng, thủ môn của Thế Công. Bàn thắng thứ hai của Lý Nguyễn trong trận đấu này, và có thể nói là pha dứt điểm vừa rồi của Lý Nguyễn đã giải tỏa rất nhiều cho các thành viên của Hoàng Gia Lai. Một cú bẻ lòng đơn giản nhưng vừa đủ để lừa được thủ môn đối phương. Chức danh huấn luyện viên trưởng Hoàng Gia Lai chính thức thuộc về huấn luyện viên Chắp Trai, và Dusit trở thành trợ lý của Chắp Trai. Lý Nguyễn. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì một cơ hội Lý Nguyễn, Evado, dứt điểm. Rất đẹp mắt, và tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho các thủ Hoàng Gia Lai. Đá tuyệt vời của Lý Nguyễn, và đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà Lý Nguyễn ghi được tại V-League năm nay. Niềm vui khó thể diễn tả được nơi các cổ động viên của đội bóng Phú Núi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng tuyệt vời này của các thủ Hoàng Gia Lai. Pha phối hợp trung lộ hoàn hảo giữa Sakda. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh là trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sinh Mạng Hải Phòng. Vừa rồi là một tình huống sút bóng rất nguy hiểm của Lý Nguyễn. Thái Dương. Đây là Lý Nguyễn, sút bóng rất căng. Chỉ có những tình huống như vậy có lẽ mới số 2 Hải Phòng của Đồng Tâm Long An. Lý Nguyễn vào không? Không vào. Thêm một là nhân vật đáng chú ý trên sân. Ngoài sân này, những pha phối hợp rất đáng chú ý và những tình huống đột phá cá nhân của những cầu thủ. Một pha sâu kim của Thông Lao đối với Ngọc Anh. Thông Lao dứt điểm, tỷ số là 2-1. Cũng ở một góc sút tương tự, lần này thì Evado đánh đầu vào rồi, 3-1 cho Hoàng Anh trả lại. Bàn thắng Okoro đã mất chủ trong tình huống dứt điểm của mình. Đường tạt bóng của Lý Nguyễn rất chuẩn xác, tỷ số là 5-1. Lại là Lý Nguyễn, quá xuất sắc. Có vẻ như Lê Nguyễn nghiêng về phía Hoàng Gia Lai trong trận đấu với Micro Nam Định. Mùa giải năm nay mới chỉ có 2 trận đấu ở V-League kết thúc với những kết quả với 5 bàn được ghi vào lưới. Lý Nguyễn, cơ hội dứt điểm, bóng vào. Cú đá rất tốt. Trong những phút còn lại, sức trẻ của Thái Dương sẽ có thể giúp cho hàng tiền vệ của Hoàng Gia Lai chơi thật sắc hơn. Lý Nguyễn dứt điểm, Hoàng Gia Lai. Dứt điểm tuyệt vời của Lý Nguyễn, và lưới của các cầu thủ Khánh Hòa đã bị rung lên. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy là ngay sau khi vào sân thì Thanh Bình đã có một pha phối hợp với Lý Nguyễn. 24 đã giúp cho các cầu thủ Anh Gia Lai vượt lên và mang lại niềm vui vô bờ bến cho các Gia Lai. Dứt điểm, bóng vào, bóng vào. Đúng là như vậy, trong một thủ hòa phòng ngự VKB Bình Dương thì cầu thủ Hoàng Anh của Lý Nguyễn thực sự là một pha xử lý mang tính đột biến rất cao. Cú đá căng, người băng bào dứt điểm. Lý Nguyễn đã đá trong vòng cấm của VKB Bình Dương.
Và trọng tài Dương Văn Hiền đã rất quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền của đội khách. Giờ này rất chính xác cầu thủ áo trắng. Mặc dù đang phải đối mặt với Hoàng Anh Gia Lai rất nguy hiểm. Coi tỷ số đã được mở cho cao thủ Sài Gòn New Tất. Đây là một bất ngờ. Vừa rồi thì hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã mắc sai lầm và cao thủ áo đỏ đã tận dụng triệt để sai lầm đó để có được bàn thắng mở tỷ số. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay, đội bóng mở tỷ số không phải là Hoàng Anh Gia Lai mà là các cầu thủ Sài Gòn New Tất. Cầu thủ đã ghi bàn thắng cho các cầu thủ khách là Trương Công Thảo. Trương Công Thảo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tình huống đối mặt với thủ môn Công Vương. Một tình huống thông lao hoạt động rất rộng trong những phút vừa qua. Và trong một tình huống dùng tốc độ xâm nhập vào. Sút bóng thành công. Tỷ số là 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú đặt lòng chuẩn xác của Lý Nguyễn. Và cho dù Nguyễn Thành Trung, thủ môn bên phía Sài Gòn United đã đổ đúng hướng trong tình huống vừa rồi, nhưng tình huống dứt điểm của Lý Nguyễn là tương đối hiểm hóc. Không hề có tình huống biệt vị. Đánh đầu. Và tỷ số là 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Họ đã thành công trong những tình huống của mình, những tình huống tấn công biên mà họ đã trung thành trong suốt những tình huống đầu tiên. Trà Làng Chàng đã có lý khi vẫn để cho các học trò của mình thi đấu giãn biên trong những phút của hiệp thi đấu thứ hai. Rất kỹ thuật. Bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn là cái tên Lý Nguyễn được sướng danh trên sân Pleiku. Trong những phút vừa qua thì Lý Nguyễn hoạt động rất rộng, không chỉ bó hẹp trong cánh trái như những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, mà Lý Nguyễn đã tấn công nhiều hơn bên phía trung lộ. Và trong một tình huống như vậy thì bằng kỹ thuật cá nhân của mình, Lê Nguyễn đã giúp cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có được bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Chúng tôi đang nói đến dáng dấp và đẳng cấp của một đội bóng mạnh, một trong những ứng. Đứng trước quả penalty này là Trần Văn Luân. Trần Văn Luân đối mặt với thủ môn Công Vương. Và Trần Văn Luân đã dễ dàng đánh bại thủ môn Công Luân để có thêm được bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Sài Gòn nơi tất. Tỷ số bây giờ là 2-3.